Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thế giới 7 ngày của kênh VTC14 Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Chương trình của chúng tôi được phát sóng trực tiếp vào lúc 9 giờ sáng Chủ nhật hàng tuần. Trước khi đến với phần nội dung chính của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi nhìn lại những sự kiện quốc tế đáng chú ý diễn ra trong 7 ngày vừa qua. Ba thành phố của Colombia là San Jose del Palma, Medio Bodo và Novita đã bị đặt dưới tình trạng khẩn cấp khi mưa lớn diễn ra vào ngày 17 tháng 3 khiến nước ở bốn con sông Tamana, Habita, Bodo và Ingara tràn bờ. Các nhà chức trách địa phương cho biết hơn 4.000 ngôi nhà đã bị ảnh hưởng bởi cơn bão, trong đó có ít nhất 37 ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn. Cơn bão cũng khiến gần 3.000 người dân sống ở khu vực Choco, dọc theo bờ biển Thái Bình Dương phải sống trong tình trạng mất điện, thiếu thực phẩm và nước uống. Đây là cơn bão đầu tiên trong mùa mưa năm nay ở miền Tây Colombia. Một ngọn lửa ở khu rừng thuộc Nam Carolina của Mỹ đã trở thành ác mộng với người dân sống xung quanh vào ngày 18 tháng 3 khi nó lây lan ra các ngôi nhà gần đó. Ít nhất 26 ngôi nhà đã bị thiêu rụi trong khi người dân sơ tán khẩn cấp đến một trường trung học. Theo lực lượng cứu hỏa, ngọn lửa bắt nguồn từ một bãi cỏ trong khu rừng Carolina, sau đó bất ngờ lan nhanh. Hãng tin NBC cho biết không có người dân nào bị thương, nhưng ít nhất 3 cảnh sát và một lính cứu hỏa đã được đưa đến bệnh viện do ngụt khói. Cũng trong ngày này, giải đua xe đạp thế giới gọi tắt là WBT đã bắt đầu tại thành phố biển Rio de Janeiro của Brazil với sự có mặt của khoảng 7.000 người. Khác với những cuộc đua khác, đây là sự kiện dành cho tất cả mọi người với mục đích kêu gọi đạp xe như một hình thức giao thông thân thiện với môi trường. Năm nay, WBT còn đưa ra loại xe đạp được thiết kế riêng cho người khuyết tật. Theo giám đốc chương trình, sự cân bằng giữa người đi xe đạp và lái ô tô là mục tiêu của giải đua năm nay. Ngày 19 tháng 3, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE vừa chính thức đưa vào vận hành nhà máy Shah-1, nhà máy điện năng lượng mặt trời lớn nhất thế giới hiện nay. Nhà máy Shah-1 có công suất 100 MW, khác với các dự án nhà máy điện mặt trời hiện nay trên thế giới, sử dụng hiệu ứng quang điện nhằm biến trực tiếp năng lượng ánh sáng mặt trời trở thành điện năng. Nhà máy này sử dụng công nghệ hội tụ năng lượng mặt trời CSP, tức dùng hệ thống nhiều gương phản chiếu và thấu kính hội tụ nhằm tập trung ánh sáng mặt trời vào các ống dẫn nước, làm bốc hơi để quay turbin và sản xuất điện. Vào ngày 20 tháng 3, lần đầu tiên thế giới tổ chức Ngày Hạnh Phúc. Với sự ra đời của ngày đặc biệt này, Liên Hợp Quốc hy vọng sẽ thúc đẩy những điều tích cực lan tỏa trên khắp hành tinh. Hàng loạt hoạt động cũng đã được các tổ chức xã hội trên khắp thế giới phát động. Ngày Hạnh Phúc Thế Giới được Liên Hợp Quốc thông qua từ tháng 6 năm 2012 với lời cam kết rằng đây sẽ không chỉ là một ngày mang ý nghĩa biểu trưng đơn thuần. Cũng trong ngày này, Hạ viện Ấn Độ chính thức phê chuẩn dự thảo luật mới với các hình phạt nghiêm khắc hơn cho tội phạm hiếp dâm. Trong đó, khung hình phạt cao nhất sẽ là tử hình thay cho án tù chung thân như trước đây. Đạo luật này cũng bao gồm hình phạt mới cho các tội danh như sàm sỡ, rình mò hay tấn công bằng axit. Ngoài ra, lần đầu tiên luật cũng đề ra hình phạt đối với các viên chức cảnh sát không ghi nhận lời khai ban đầu của nạn nhân hoặc người nhà nạn nhân. Cũng theo luật mới này, hình phạt thấp nhất đối với các tội danh hiếp dâm tập thể, hiếp dâm trẻ vị thành niên, người phạm tội là cảnh sát hoặc người có chức quyền đều bị tăng gấp đôi lên mức 20 năm và có thể bị kéo dài lên thành tù chung thân mà không được tha tù trước thời hạn. Hàng năm cứ vào ngày Xuân Phân 21 tháng 3, hàng nghìn người lại đổ về kim tự tháp mặt trời ở Teotihuacan, miền Bắc Mexico để cầu nguyện và đón xuân. Để chào đón tiết Xuân Phân, người dân hướng hai cánh tay về phía mặt trời để hứng lấy những tia nắng đầu tiên trong ngày. Người bản xứ cho rằng năng lượng của mặt trời và của vũ trụ sẽ qua đôi bàn tay để ngấm vào cơ thể họ và họ sẽ được khỏe mạnh suốt một năm liền. Đây là một trong những nghi lễ cổ xưa và độc đáo của Mexico vẫn được duy trì cho đến tận ngày nay. Trong khi đó, tại Australia, Thủ tướng Julia Gillard đã chính thức xin lỗi các nạn nhân của chính sách con nuôi ép buộc trong thập niên 1950 đến 1970. Theo chính sách này, những bà mẹ đơn thân buộc phải cho con mình làm con nuôi cho những cặp vợ chồng khác không có con. Bà Gillard cho rằng chính sách này là tàn bạo và bất hợp pháp khi tước đi quyền làm mẹ chính đáng và gây ra cảnh mẹ con ly biệt.
Ước tính, từ những năm 1950 đến 1970 tại Australia, có khoảng 150.000 đứa trẻ của các bà mẹ đơn thân bị buộc làm con nuôi của những cặp vợ chồng vô sinh. Theo điều tra, nhiều người đã bị lừa ký vào giấy cho con nuôi hoặc bị đánh thuốc mê và xếch vào giường bệnh. Chính sách này có sự tham gia của các nhà thờ và các tổ chức từ thiện như một hình phạt đối với việc sinh con không giá thú. Nửa thế kỷ sau, những oan ức và đau đớn đó mới nhận được lời tạ lỗi. Theo số liệu mới nhất được Bộ Dân chính Trung Quốc công bố vào ngày 22 tháng 3, đã có 24 người thiệt mạng và 4 người mất tích do bão lớn và các hiện tượng thời tiết cực đoan tại nhiều tỉnh thành của nước này trong 3 ngày qua. Cũng theo cơ quan này, ngoài thương vong về người, thiên tai còn ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống của khoảng 1,53 triệu người dân các tỉnh Phúc Kiến, Giang Tây, Hồ Nam, Quảng Đông và Quý Châu, trong đó hơn 215.000 người đã buộc phải sơ tán. Riêng trong trận bão lớn đổ bộ vào tỉnh Quảng Đông chiều 20 tháng 3, ngoài số người thiệt mạng và mất tích, còn có hơn 270 người bị thương. Vâng, vừa rồi là phần tổng hợp những tin tức quốc tế đáng chú ý diễn ra trong 7 ngày vừa qua. Thưa quý vị và các bạn, hạnh phúc là gì và làm thế nào để có được hạnh phúc? Nhân loại đã luôn đi tìm câu trả lời cho những câu hỏi như thế này trong suốt bao đời qua. Và nhấn mạnh nhu cầu hạnh phúc là một quyền cơ bản của con người, thì Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã chọn ngày 28 tháng 6 năm 2012, thì đã thông qua nghị quyết chọn ngày 20 tháng 3 hàng năm là ngày hạnh phúc thế giới. Và ngày 20 tháng 3 vừa qua thì lần đầu tiên thế giới đã tổ chức ngày hạnh phúc nhằm khích lệ những niềm hạnh phúc và điều tích cực lan tỏa trong toàn xã hội. Vậy thì trong cuộc sống hiện đại, hạnh phúc được quyết định bởi những yếu tố như thế nào? Liệu có phải là cứ có nhiều tiền là chúng ta sẽ hạnh phúc? Và có phải hạnh phúc là một điều quá xa vời mà đôi khi chúng ta không thể vươn tới được? Những câu hỏi này thì phần nào sẽ được giải đáp trong chương trình ngày hôm nay với sự tham gia của khách mời là Thạc sĩ Phan Y Ly, Giám đốc Trung tâm Sáng tạo Phát triển Cộng đồng Life Art. Vâng, trước hết xin được cảm ơn chị đã nhận lời tham gia chương trình của kênh VTC14. Trước khi bắt đầu phần trao đổi với Thạc sĩ Phan Y Ly, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một phóng sự ngắn sau đây. Ngày 28 tháng 6 năm 2012, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết lấy ngày 20 tháng 3 hàng năm là ngày hạnh phúc cho toàn thế giới, với lời cam kết rằng đây sẽ không chỉ là một ngày mang ý nghĩa biểu trưng đơn thuần. 193 nước thành viên cùng hứa sẽ ủng hộ cho ngày này bằng các nỗ lực nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng xã hội công bằng, phát triển bền vững nhằm đem lại hạnh phúc cho người dân. Năm nay là năm đầu tiên ngày hạnh phúc thế giới được tổ chức bởi Liên Hợp Quốc. Đây là những gì đang diễn ra tại Vương quốc Anh trong ngày hạnh phúc thế giới. Họ sử dụng một chiếc thước để đo tầm hạnh phúc mà họ đang sở hữu. Tôi rất hạnh phúc bởi mỗi ngày tôi được ăn một chiếc bánh ngọt. Tôi hạnh phúc vì tôi vừa kết hôn, sao lại không chứ? Ngoài ra, hàng loạt hoạt động khác đã được các tổ chức xã hội trên khắp thế giới phát động. Tại các trang web, diễn đàn và mạng xã hội, người ta tôn vinh những người mang lại hạnh phúc cho mình. Đó có thể là những người cả đời tận tụy vì họ, như cha mẹ, vợ chồng, hay chỉ đơn giản là người phục vụ mang đồ uống đến với một nụ cười thân thiện. Vâng, trước khi bắt đầu chương trình ngày hôm nay thì tôi cũng xin muốn giới thiệu một chút về khách mời Phan Y Ly để quý vị khán giả có thể biết rõ hơn về chị. Phan Y Ly là người Việt đầu tiên theo học chuyên ngành thạc sĩ tại Anh, ngành nghệ thuật trong phát triển xã hội. Và hiện nay thì chị đang là chủ của doanh nghiệp xã hội đầu tiên không đi theo mô hình lợi nhuận như bao doanh nghiệp truyền thống khác và cam kết là tái đầu tư 80% doanh thu vào sự phát triển của cộng đồng. Câu hỏi đầu tiên xin được hỏi chị đó là khi mà nhận lời mời tham gia một chương trình để nói về hạnh phúc thì chắc hẳn chị phải là một người hạnh phúc. Mình cũng sẽ nói rằng là mình cũng trên một con đường đi mưu cầu hạnh phúc. Và trên cái con đường đấy thì mình có rất nhiều câu hỏi và cũng có tự trả lời cho mình rất là nhiều cái các cái phương án khác nhau, các cái nghi hoặc khác nhau về mình có hạnh phúc không và làm thế nào để hạnh phúc. Trong những câu hỏi đó thì chắc chắn có câu hỏi là thế nào là hạnh phúc. Vậy theo quan điểm cá nhân của chị, hạnh phúc là gì ạ? Đã có rất nhiều câu trả lời đến với mình, nó tùy thuộc vào lứa tuổi.
có những lúc mình nghĩ rằng là nếu mà mình có được từng này cái địa vị hoặc là được rất nhiều người biết đến thì như thế là mình hạnh phúc nhất rồi. Có lúc mình nghĩ là mình phải sống lâu 100 tuổi, có lúc mình nghĩ rằng là không, mình phải có rất nhiều tiền thì mình mới có thể làm được bao nhiêu điều mình muốn thì như thế mình mới hạnh phúc. Nhưng mà đến ngay tại cái thời điểm này, tức là 2 năm trở lại đây, thì mình nghĩ rằng là nếu mà mình cảm thấy hạnh phúc thì tức là mình hạnh phúc mình, và nó nằm ở trong cái cảm nghĩ của mình chứ nó không nằm ở các cái yếu tố xung quanh. Như chị vừa đề cập thì là ở mỗi giai đoạn khác nhau thì mỗi cá nhân cũng sẽ có những quan điểm khác nhau về hạnh phúc. Đó cũng là một trong những nội dung mà chúng ta sẽ đề cập sâu hơn ở phần tiếp theo của chương trình. Chị có nhiều lúc cảm thấy mình hạnh phúc, như vậy đã có lúc nào chị cảm thấy mình không hạnh phúc không? Cũng có chứ. Càng ở, tức là cách đây càng lâu ấy, thì mình càng nhiều khi mình càng cảm thấy là mình bất hạnh khi mình không đạt được một cái điều gì đấy mà mình muốn, khi mà có những cái điều nó xảy ra ngoài cái sự kỳ vọng của mình hoặc ngoài cái mong muốn của mình, nói là mình thất vọng đi hoặc là mình đau khổ đi, thì những lúc như thế mình cảm thấy rất là bất hạnh. Khi mà đọc những cái bài báo viết về Phan Ý Lì thì tôi cũng lưu ý đến một cái thông tin, đó là chị có nói rằng với chị bình an không phải thể hiện sự hạnh phúc. Bây giờ chị còn suy nghĩ như thế không ạ? Có lẽ là cái bài báo đấy nó sẽ là cách đây 2 năm. Bây giờ thì mình lại nghĩ khác. Bây giờ mình đi tìm kiếm cái sự bình an. Mình nghĩ cái bình an đó là một cái hạnh phúc lâu dài nhất mà mình có thể trải nghiệm được. Rất là cảm ơn chị đã sẵn lòng chia sẻ những thông tin mang tính rất là cá nhân về suy nghĩ cũng như là quan điểm của mình. Và cá nhân tôi thì nghĩ rằng chị là người hạnh phúc, bởi vì là một người không đủ hạnh phúc thì người ta sẽ không đủ tự tin cũng như không đủ sự sẵn sàng để có thể chia sẻ những suy nghĩ của mình với những người khác. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với lại chủ đề chính của chương trình ngày hôm nay, đó là ngày hạnh phúc thế giới 20 tháng 3. Như vậy là bên cạnh rất nhiều những ngày kỷ niệm quốc tế khác thì bây giờ nhân loại chúng ta đã có một ngày hạnh phúc thế giới, ngày để tất cả chúng ta cùng quan tâm đến một vấn đề cốt lõi trong sự tồn tại của mình, đó là làm thế nào để có được thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Chị có thể lý giải là vì sao Liên Hợp Quốc lại chọn ngày 20 tháng 3 hàng năm là ngày hạnh phúc thế giới không ạ? Thực ra thì mình biết rằng là từ trước đến nay các quốc gia khi mà đo lường những cái tiêu chí hoặc các cái chỉ tiêu là đất nước nào phát triển hơn đất nước nào hoặc là nó có đang là khỏe mạnh hay không thì chúng ta biết đến một cái chỉ số là tổng sản phẩm quốc gia, đúng không ạ? Tức là đo lường xem là anh thu nhập được bao nhiêu bình quân mỗi người và cái đất nước này sản sinh được bao nhiêu sản phẩm. Thế nhưng mà sau một cái thời gian dài thì người ta đã thấy rằng là cái việc mà anh thu nhập được bao nhiêu, quốc gia đó họ giàu hay nghèo thì nó lại không đi đôi với việc là dân chúng có hạnh phúc hay không. Thì nếu mà để nói là tại sao Liên Hợp Quốc lại chọn cái ngày này để kể một cái câu chuyện là trước đây khi mà vào những cái năm là 1930 thì có một cái chuyên gia kinh tế đã nghĩ ra cái công cụ đo lường về cái tổng sản phẩm quốc gia để giúp cho Mỹ vượt qua được cái sự khủng hoảng đại suy thoái. Nhưng mà ông ấy cũng đã nói rằng là đừng nhìn vào cái công cụ này để nghĩ rằng là đo được cái doanh thu thu nhập mà cho rằng là đất nước là khỏe mạnh. Ông đã nó chỉ đơn thuần là một công cụ để đo lường về mặt kinh tế. Đúng rồi, ông đã cảnh báo luôn là cái công cụ này chỉ đo lường kinh tế thôi chứ nó không đo lường về cái sức khỏe của quốc gia, là nguyên khí của quốc gia, không hề. Thế nhưng mà không hiểu thế nào mà các quốc gia là học tập và đi theo cái mô hình này thì cho đến thời gian gần đây thì người ta bắt đầu mới phải nhìn lại và người ta nhận ra rằng là đúng là cái thu nhập nó không nói gì được cái việc là cái trạng thái con người, cái sự bình an hoặc là cái sự khỏe chất lượng sống, cái sức khỏe mạnh về tinh thần hoặc là cái sự hạnh phúc của con người như thế nào. Chính vì thế mà Liên Hiệp Quốc mới có cái ngày này để nó cần giống như là một cái lời nhắc nhở đến rất nhiều quốc gia và nó là một trong những cái hành động để mà khuyến khích các quốc gia đưa thêm các cái chỉ số khác vào trong cái công cụ đo lường ngoài cái việc là đo lường kinh tế, để có thể thực sự mà đánh giá được tổng quan hơn về sức khỏe của đất nước của mình. Vâng, đó là lý do. Vậy thì thông thường một cá nhân hay là một cộng đồng, một nhóm người hay là chính cái cộng đồng đó qua từng thời kỳ khác nhau, như chị vừa có đề cập là người ta sẽ có những cái quan niệm khác nhau về cái trạng thái người ta cảm thấy hạnh phúc. Vì sao lại như vậy?
mình nghĩ rằng là khi mà mình nghĩ rằng cái gì đó sẽ làm cho mình hạnh phúc, mình đang phụ thuộc cái hạnh phúc đó vào cái yếu tố bên ngoài. Một người mà đã sống trong một cái cứ nói là một cái môi trường khá giả rồi, thì họ sẽ luôn muốn một cái điều gì đấy nhiều hơn, và họ cho rằng là phải được nhiều hơn như thế thì mới là hạnh phúc. Ví dụ như anh đã học đại học rồi thì anh muốn là phải được thạc sĩ thì mới là hạnh phúc. Nhưng nếu một anh mà chưa được đi học, ví dụ như anh cũng 30 tuổi rồi nhưng mà anh chưa được học một chữ nào, anh nghĩ rằng anh chỉ cần được học lớp 1 thôi anh cũng hạnh phúc rồi, thì mình nghĩ nó phụ thuộc vào cái mong muốn của con người. Và con người thì có cái xu hướng là luôn muốn nhiều hơn cái mình đang có, và cho rằng nếu mình đạt được có nhiều hơn nữa thì mình sẽ hạnh phúc hơn nữa và hạnh phúc hơn nữa. Từ đấy lý giải ra là tại sao mà mỗi người có một cái tiêu chí khác nhau để đánh giá là mình đã hạnh phúc hay chưa. Vâng, và theo chị thì là chúng ta có rất nhiều cái tiêu chí để theo đuổi. Rất nhiều tiêu chí để theo đuổi. Thì phải chăng là với cái sự thay đổi liên tục, cái sự tăng lên liên tục của các tiêu chí như thế, thì chúng ta sẽ rất là khó có thể đạt được hạnh phúc? Mình nghĩ là như vậy. Bởi vì nếu như nói mong muốn của con người là phải đạt được nhiều hơn thì mới hạnh phúc hơn. Và nếu như anh đang có rồi mà anh vẫn thấy rằng là tôi chưa đạt được nữa thì tôi chưa hạnh phúc, thì không có một cái ngưỡng cuối cùng của cái mong muốn đó, đúng không ạ? Vì cái đấy nó là vô biên. Thế thì anh chẳng bao giờ hạnh phúc được, vì mãi anh vẫn chưa đạt được. Anh đạt được rồi anh lại muốn hơn nữa. Vậy thì để có hạnh phúc thì sao ạ? Mình nghĩ đây là một cái câu hỏi mà cả nhân loại đều đi hỏi. Tại sao tôi có nhiều như vậy rồi tôi vẫn chưa hạnh phúc? Tại sao tôi nhìn cái người này không có cái gì mà anh ta vẫn cười được? Và đấy là một cái câu hỏi mà từ tôn giáo, chính trị, giáo dục, tất cả con người đều đang... Vâng, như chị vừa nói rằng là những cái tiêu chí mình theo đuổi thì nó luôn luôn là cao hơn. Vậy thì phải chăng rằng là mình hãy bằng lòng với những gì mình có, thì đấy là một trong những cái tiền đề để mình có thể đạt được hạnh phúc. Chứ còn nếu mà cứ mãi đi theo đuổi những cái mục tiêu mà tăng dần như thế, mình sẽ không đạt được. Vì là mình cứ đuổi mãi. Vâng, đúng thế không ạ? Đúng. Nhưng có một cái sự mâu thuẫn gì không khi mà nếu mà chúng ta bằng lòng chẳng hạn? Người ta nói rằng trong cuộc sống phải có những cái đích để vươn tới, những cái mục tiêu để đạt được. Đấy cũng là một trong những tiêu chí có cái mục tiêu để phấn đấu, cũng là một tiêu chí để khẳng định cái chất lượng hay là cái cuộc sống của mình, tinh thần của mình. Thì nó có mâu thuẫn gì với cái điều chị vừa nói không ạ? Mình nghĩ là nó vừa có, nó vừa không. Bởi vì thế này, khi mà mình cứ quen, mình không biết từ đâu ra nhá, nhưng mình vừa sinh ra là bố mẹ đã mong muốn là mình phải được thành người A, người B này, hoặc phải làm được điều nọ, điều kia này. Và mình có cả một cái hệ đánh giá về là mình có bình thường không, mình có được chấp nhận trong cái xã hội này không. Nếu như mình đạt được số cái quan niệm hoặc là một số cái tiêu chí mà xã hội đề ra, ví dụ mình có cao từng này mét không này, hoặc là mình có học được từng này bằng này, mình có kiếm được từng này tiền. Từ cái việc mà mình muốn được mọi người chấp thuận, thì mình cũng muốn rằng là mình phải đạt được những điều mà cho rằng là tối thiểu hoặc là bình thường của xã hội. Và mình lấy đó là một cái mục tiêu để mình nghĩ rằng là mình có hạnh phúc hay không. Bản thân mình thì nghĩ rằng là bằng lòng với cái điều mình có không có nghĩa là mình mất cái niềm tin vào cuộc sống, hoặc là mất đi một cái sự hứng khởi cho một cái ngày mới hoặc một cái tương lai. Nó giống như là khi mình đi xem một vở kịch hoặc là đi xem một bộ phim, mình không biết bộ phim đó sẽ nói về điều gì hoặc là kết thúc của nó như thế nào, đúng không ạ? Thì nó sẽ hay hơn. Mình không biết, nhưng mình có một cái trạng thái rất là cởi mở, và mình đón nhận nó khi nó đến, và mình tích cực về cái điều nó sẽ đến. Có thể nó là một bộ phim kinh dị, có thể nó sẽ là một bộ phim hài hước, nhưng mà mình đón mở, mình đón nhận, chứ mình không xác định từ đầu là nó phải là kinh dị. Nếu có những người như thế đi xem phim mà nghĩ rằng nó phải kết thúc như thế này này thì mình sẽ thích này, mình sẽ vui, và khi phim không kết thúc như thế thì rất là đau khổ, rất là buồn. Nghĩa là chị nói rằng mình phải mở lòng đón nhận. Vâng. Trong cái ngày hạnh phúc thế giới 20 tháng 3 vừa qua, thì Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon thì có đề cập đến khái niệm kinh tế gắn liền với lại hạnh phúc. Chúng ta nên hiểu cái thông điệp này như thế nào, và nó có khác biệt gì so với cái thông điệp mà chúng ta hay đề cập là kinh tế phải đi đôi với phát triển bền vững không? Nguyên văn của cái thông điệp này mình có thể trích ra một chút. Ông có nói rằng là con người khắp nơi trên thế giới khát khao sống một cuộc sống hạnh phúc và thỏa nguyện, không có sự sợ hãi và ham muốn, hòa hợp với thiên nhiên. Ở đây có nói đến hòa hợp với thiên nhiên và nói đến hạnh phúc, đúng không ạ? Khi mà chúng ta nghĩ đến hạnh phúc, chúng ta nghĩ rằng nó chỉ là cảm xúc của mình thôi, cảm xúc cá nhân của mình thôi. Và khi chúng ta
Nhưng ở đây thì ông có nhắc đến hòa hợp với thiên nhiên, có nghĩa rằng là con người cần nhận ra rằng là trên cái quả đất này, trên cái hành tinh này không chỉ có loài người sinh sống, và cái hệ sinh thái đó nó không chỉ có, trong cái chuỗi sinh thái đó tất cả mọi thứ dựa vào nhau, không chỉ có mỗi con người, có cây, có cỏ, có loài vật, có cái loài sống dưới biển, có loài sống trên trời, tất cả đều dựa vào nhau để phát triển. Và trong cái khái niệm mà phát triển bền vững thì cũng như cũng vậy, có đề cập đến, đúng, chính xác, cân bằng với thiên nhiên. Chính vì thế mà nó không hề mâu thuẫn, nó chỉ là một cách nói khác mà cụ thể hơn. Khi chúng ta nói đến phát triển bền vững là làm sao để chúng ta còn chừa đường để cho con cái mình còn sống. Đến hôm nay nếu mà mình phát hết rừng và mình dùng hết vào cái việc là mình phải có một cái nhà thật to mình mới vui, thì ngày mai con cháu mình dùng gì? Và ở trong cái hòa hợp với thiên nhiên này thì mình nghĩ cái cách hiểu nó còn rộng hơn, không chỉ là con cháu mình mà cả cái hệ sinh thái nó phải được sinh tồn cùng với nhau, chứ không chỉ có con người không. Vâng, có thể là rất nhiều quý vị khán giả sẽ hơi băn khoăn một chút với lại cái thông điệp mà chị vừa có đọc lại, thông điệp của Tổng thư ký Ban Ki-moon, đó là không có mong muốn, không có nhu cầu. Mọi người hơi băn khoăn về cái này. Tại sao con người hạnh phúc lại, tại sao lại không có sự sợ hãi, không có ham muốn gì? Không nữa. Có sự sợ hãi thì chúng ta có thể hiểu được, nhưng không có mong muốn là chả sợ gì cả, đúng không? Không có ham muốn gì đấy. Mình có thể nói như thế này, nếu mà chúng ta coi cái sự sợ hãi, nó chưa bao giờ nó làm mình nghĩ về một cái điều gì đó có thể xảy ra, đúng không ạ? Và làm cho mình sợ. Vâng, không có sự sợ hãi thì có lẽ mọi người đều hiểu, nhưng mà không có cái ham muốn. Cái mong muốn nó cũng là một điều gì đó sẽ xảy ra mà mình muốn có. Tức là nó không phải là cái mà mình đang có. Nhưng nếu mình đã có rồi, mình đang hài lòng với cái bây giờ rồi, thì mình không việc gì mình phải ngồi mình nghĩ về cái tương lai, hay là mong muốn ước gì mình được như thế nhỉ, hoặc là mình muốn được điều nọ điều kia. Mình không dành thời gian vào cái việc đó nữa, mà mình dành thời gian hưởng thụ cái mình có bây giờ nhiều hơn. Thì mình hiểu cái nghĩa của cái thông điệp này như vậy. Có lẽ thì bây giờ thì tất cả các quý vị khán giả cũng rõ rồi. Vâng, thưa quý vị và các bạn, mỗi một con người, mỗi một dân tộc thì sẽ xuất phát từ những thang giá trị khác nhau và cách đặt vấn đề khác nhau để lý giải cái khái niệm hạnh phúc. Tuy nhiên thì không phải ngẫu nhiên mà ngày hạnh phúc thế giới được lấy ý tưởng từ đất nước Bhutan, một vương quốc nhỏ bé nằm sâu trong lục địa miền đông dãy Himalaya, là một quốc gia còn nghèo với nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, nhưng người dân Bhutan lại đứng đầu thế giới về chỉ số hạnh phúc. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu về đất nước này. Cứ 2 năm một lần, quốc gia chỉ có diện tích nhỉnh hơn 38.000 km2 Bhutan này lại thực hiện một cuộc thăm dò dư luận với những câu hỏi như: nếu tính điểm hạnh phúc từ 0 đến 10, anh tự cho mình bao nhiêu điểm? Anh ngủ bao nhiêu giờ một ngày? Anh ăn có thấy ngon miệng không? Từ cuộc thăm dò đó, chính phủ phải xem lại các chính sách của mình nhằm tăng cường mức độ hài lòng của người dân. Nằm kẹp giữa hai quốc gia có tốc độ tăng trưởng mạnh là Trung Quốc và Ấn Độ, đất nước vẻn vẹn với 700.000 dân này, hàng thế kỷ liền luôn tự cô lập mình với thế giới bên ngoài nhằm tìm mọi cách cưỡng lại sức hút ghê gớm của toàn cầu hóa. Không chỉ vậy, họ luôn tìm mọi cách để bảo tồn giá trị của đạo Phật. Ngoài ra, sự phát triển của các giá trị vật chất luôn được tính toán để hài hòa với các yếu tố tinh thần, bản sắc văn hóa được xem trọng. Gia đình chúng tôi gồm 3 thế hệ. Đại gia đình chúng tôi không hề xô đũa, xô bát. Chúng tôi cố gắng giúp nhau vui vẻ. Chúng tôi luôn chia sẻ niềm vui và công việc với nhau. Sở hữu những ngọn núi cao chót vót với những thung lũng đẹp đến nghẹt thở, cùng lúc sở hữu một nền văn hóa cổ xưa còn lưu giữ nguyên vẹn, Bhutan có sức quyến rũ lạ kỳ với những du khách nước ngoài. Nhưng họ cũng là nước nghèo duy nhất lại tìm một cách hạn chế du khách nhằm thu hạnh phúc. Cuộc sống có thể xem là khá chật vật khi khoảng hơn 80% dân số nước này sống phụ thuộc vào việc trồng cấy. Mặc dù vậy, các nhà lãnh đạo nước này luôn cố gắng để người dân được hưởng những quyền lợi tuyệt vời nhất. Họ được học hành, được khám bệnh miễn phí. Đặc biệt từ năm 1984 đến 1998, tuổi thọ trung bình của người Bhutan đã tăng thêm 19 năm. Do đó, không phải ngẫu nhiên mà 95% dân số nước này nói rằng họ hạnh phúc khi được sống ở đây. Hạnh phúc là thứ mà chúng tôi luôn có. Quốc vương của chúng tôi quan tâm đến chúng tôi rất nhiều. Với tôi, tiền không phải là tất cả. Có lẽ đối với người dân nơi đây, được hòa mình trong phong cảnh thiên nhiên đẹp đến nghẹt thở, cùng không khí trong lành và những nụ cười đôn hậu đã giúp họ gieo mầm hạnh phúc ngay trong tâm hồn mình. Yo,
Hạnh phúc chỉ thực sự tới khi trong tâm bạn thấy bình yên và vui vẻ. Điều đó không phụ thuộc vào việc bạn ở đâu. Hạnh phúc là câu hỏi của nước Mỹ. Nhiều người cho rằng chính sách hạnh phúc của Bhutan có đôi phần quái gở khi cuộc sống của người dân nước này lạc hậu tới mức ngay giữa lòng thủ đô Thimphu hoa lệ, không có nổi một chiếc đèn giao thông. Họ cũng không tài nào kiếm nổi một bảng hiệu quảng cáo. Internet thì bị cấm, TV thì bị hạn chế, thuốc lá cũng bị cấm, người dân thì từ chối sử dụng túi ni lông. Tuy nhiên, có thể thấy rằng việc du học sinh Bhutan trở về quê hương với tỷ lệ rất cao dù lương bổng ở quê nhà thấp bèo bọt là một bằng chứng rõ ràng về sự hài lòng, hạnh phúc của họ với chỉ số tổng hạnh phúc quốc gia độc đáo. Với người dân Bhutan, những giá trị vật chất không quyết định được nụ cười mãn nguyện trên môi họ. Với họ, một thể chế tốt, một môi trường tự nhiên trong sạch và giá trị gia đình mới là những yếu tố tạo nên và gìn giữ hạnh phúc. Vâng, như chị vừa xem thì đó là một phóng sự mà giới thiệu về đất nước Bhutan, một quốc gia mà được cho là có chỉ số hạnh phúc, người dân có chỉ số hạnh phúc cao nhất thế giới. Trong đấy thì chúng ta cũng bắt gặp những cái thông điệp, những cái tiêu chí mà rất là quen thuộc như chúng ta vừa đề cập, đó là sức khỏe, đó là chất lượng mức thu nhập, hay là nó có cả quan trọng nữa là bảo vệ môi trường, sống hài hòa với thiên nhiên. Trong phóng sự vừa rồi thì cũng có đề cập đến một cái khái niệm, đó là tổng hạnh phúc quốc gia, mà viết tắt là GNH. Đây có thể với rất nhiều người là một cái khái niệm rất là mới, thì chị có thể lý giải cụ thể tổng hạnh phúc quốc gia là gì và nó được tính toán dựa trên những cái tiêu chí như thế nào? Bhutan là một nước rất là đặc biệt, là họ nhỏ bé như thế nhưng mà đã quyết tâm là không đi theo cái cách mà thế giới đang đi, là đo cái sức khỏe của quốc gia mình dựa trên tiền hoặc là dựa trên cái tổng thu nhập, mà Đức Vua đã quyết định là sẽ đo xem là người dân có hạnh phúc không, bởi vì ông cho rằng đó mới là cái yếu tố sau cùng để đo được cái nguyên khí của quốc gia. Và cái thực ra nếu mà nói đến đo hạnh phúc thì nó rất là khó, bởi vì nó làm cái gì nó rất là cảm tính, rất là trừu tượng. Thế nhưng mà theo mình được biết thì Bhutan có riêng một bộ để nghiên cứu và để tìm mọi cách mà có thể định lượng được cái gọi là chỉ số hạnh phúc này. Dựa trên một loạt các cái tiêu chí khác nhau, mình có thể nói đọc qua có 9 tiêu chí, ví dụ như về sức khỏe tâm lý này, về y tế, giáo dục, văn hóa này, thời gian mà người dân sử dụng vào việc gì, rồi sức khỏe, sức sống cộng đồng, sự liên kết giữa cộng đồng với nhau này, tính đa dạng, tính bền vững sinh thái và chất lượng cuộc sống. Mà trong đó khi chúng ta nói đến chất lượng cuộc sống thì đó là ví dụ như là thu nhập theo hộ gia đình, tài sản, thì đó là cái tiêu chí sau cùng và nó chỉ là nằm một trong 9 cái tiêu chí để đo thôi. Trong 9 cái tiêu chí đó thì là những tiêu chí nào khá đặc biệt mà chúng ta không thấy xuất hiện ở trong sử dụng để tính toán những cái chỉ số khác? Ở đây mình thấy rất là thú vị, ví dụ như là tiêu chí là anh có thỏa mãn với cái cuộc sống của mình, tự bản thân anh có thấy thỏa mãn không? Bất kể là anh giàu, anh nghèo, anh khuyết tật, anh bình thường, hay là anh trong một cái trạng thái như thế nào, anh có thấy thỏa mãn không? Mình nghĩ đấy là một cái mà tự thân người ta phải đánh giá, tự thân người dân đánh giá. Cũng khó đấy ạ. Và mình thấy rất thú vị. Hoặc là cái trạng thái cân bằng về cảm xúc, anh có cân bằng hay không, hay lúc nào anh cũng tiêu cực chẳng hạn như vậy. Hoặc có cái tiêu chí là trong tổng số giờ mà anh có trong cái năm vừa rồi thì bao nhiêu thời gian anh làm việc, bao nhiêu thời gian anh được ngủ. Họ đo luôn số giờ anh được ngủ, vâng, chẳng hạn như vậy. Rất là mình cảm thấy là ừ nhỉ, nếu mình chỉ hỏi về chính bản thân mình thôi, mình có ngủ không, mình có chăm sóc sức khỏe cho mình không, hay là mình cứ miệt mài mình làm việc. Rồi đến ví dụ như là mối quan hệ giữa anh với làng xóm, anh có vui không, anh có thân thiết không, anh có cảm thấy thoải mái trong cái khu tập thể của mình, hay là cái công ty của mình, hay là trong mối quan hệ gia đình. Thì mình nghĩ rằng tất cả những cái đó nó ảnh hưởng đến cái cảm giác anh có hạnh phúc hay không. Đó là cái gì mình cảm thấy là nó rất tinh tế, mà các cái chỉ số khác họ không đề cập tới. Hầu hết các cái chỉ số mà để đánh giá cái mức độ hạnh phúc thì đều rất là cá nhân, đúng không ạ? Mang tính cá nhân, đặc thù của từng người.
và nó không gắn, nó chúng ta không thấy nó gắn với những cái yếu tố mang tính kinh tế. Yếu tố kinh tế có, chỉ là một trong 9 yếu tố là thu nhập theo hộ gia đình, tài sản và chất lượng nhà ở của anh. Thì nó rất là ít, nhưng mà mình được biết rằng là hệ thống điều tra và đánh giá gọi là Gallup, thì khi mà họ khảo sát trên 60.000 người ở 60 quốc gia, để mà dựa trên cái sự phản hồi của 60.000 người này, thì họ sẽ xếp hạng xem là cái gì thì quan trọng nhất với 60.000 người đó. Tức là họ lấy một cái mẫu rất là lớn để họ đo xem là con người thì cho rằng quan trọng nhất là cái gì. Thì và kết quả thì cái gọi là thu nhập và tài sản nó lại là nằm ở cái cuối cùng, nữa nó là thứ ít quan trọng nhất, mà những cái thứ quan trọng hơn nó là sức khỏe này và hạnh phúc, tức là cái hạnh phúc gia đình, cái cảm giác yên tâm trong gia đình và trong cái thỏa mãn trong nghề nghiệp. Vâng, hình như là nó cũng rất là phù hợp với cái câu nói của rất là nhiều người, cái quan niệm của nhiều người đó là có tiền thì có thể mua được tất cả trừ hạnh phúc, đúng không ạ? Dường như là như vậy, bởi vì khi nói câu đó thì mình đã tách được ra rằng là tiền không phải là hạnh phúc. Vâng. Đúng rồi, khi mà không có tiền thì tất nhiên là khi mà không chúng ta có tiền, chúng ta có thể mua sắm được rất nhiều vật chất, nhưng chắc chắn là sẽ không mua được trí tuệ, rồi sẽ không mua được sức khỏe, và hai cái đó thì ít nhiều chúng ta không có thì khó có thể nói chúng ta hạnh phúc được, đúng không ạ? Vâng, thưa quý vị và các bạn, có được một cuộc sống hạnh phúc có lẽ là điều mà tất cả ai trong chúng ta cũng đều mơ ước, và mưu cầu hạnh phúc là một quyền cơ bản của con người. Tuy nhiên thì không phải ai cũng có được điều đó. Một số địa điểm trong phóng sự sau đây được cho là nơi mà sự lo lắng, sự sợ hãi của con người được nhìn thấy nhiều hơn là nụ cười. Bước sang năm mới 2013, thế giới vẫn phải đối mặt với các cuộc xung đột cũ kéo dài, trong khi các điểm nóng xung đột mới tiếp tục xuất hiện. Tại những điểm nóng về xung đột này, dường như hạnh phúc là những gì quá xa xỉ với người dân. Chúng tôi phải đi tị nạn khi tình hình chiến sự tại Aleppo leo thang. Ở đây chúng tôi có thể có chỗ ở tạm, có thực phẩm để ăn. Với tôi, thế đã là hạnh phúc lắm rồi. Với những người tị nạn này, hạnh phúc có thể chỉ đơn giản là mỗi ngày không phải nơm nớp lo lắng bị đánh bom hay phải nghe tiếng súng. Hạnh phúc với họ cũng có thể đơn giản là được nhìn thấy người thân an toàn sau mỗi ngày. Khi thấy súng nổ, cháu đã rất sợ hãi. Máy bay cứ bay lượn trên bầu trời và thả bom xuống nhiều nơi. May mà gia đình cháu đã đi sơ tán kịp. Theo báo cáo của Tổ chức Cứu trợ Trẻ Em, có khoảng 2 triệu trẻ em Syria đã trở thành những nạn nhân bị lãng quên kể từ khi cuộc xung đột đẫm máu bùng nổ ở quốc gia Trung Đông này cách đây 2 năm. Ngày càng có nhiều em nhỏ bị đẩy ra mặt trận, bị suy dinh dưỡng, bệnh tật hành hạ và trở thành trẻ vô gia cư. Ngoài ra còn có hàng nghìn trẻ em Syria đang phải vật lộn để kiếm sống và phải ở trong những ngôi nhà thô sơ, trong công viên hoặc trong các hang động. Các em không thể đến trường do bạo lực và xung đột vũ trang. Không phải chịu cảnh bom đạn như người dân ở Syria, Afghanistan hay Pakistan, nhưng hạnh phúc dường như cũng là điều gì đó quá xa xôi đối với những người dân nghèo ở thủ đô Nairobi, Kenya. Mất cả cha lẫn mẹ khi mới 17 tuổi, một mình Caroline Adhiambo Mula phải chăm sóc và nuôi nấng 5 người em đang trong độ tuổi ăn chưa no, lo chưa tới. Sống trong khu ổ chuột cao quang của thủ đô, cái ăn, cái mặc luôn là vấn đề lớn đối với 6 chị em. Khi cha mẹ mất, tôi thực sự suy sụp và khủng hoảng. Tôi nhìn đàn em thơ của mình rồi tự hỏi, mình sẽ lấy gì để cho chúng ăn, mặc. Có đủ thực phẩm cho các em ăn uống hàng ngày là cả một niềm hạnh phúc lớn đối với tôi. Caroline chỉ là một trong số hàng triệu người nghèo ở khắp châu Phi đang phải vật lộn mưu sinh mỗi ngày. Hạn hán kéo dài và tình trạng biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng đang đẩy châu Phi vào thảm cảnh mất an ninh lương thực, gây ra tình trạng suy dinh dưỡng, đặc biệt là đối với trẻ em. Theo thống kê, hiện mỗi ngày có hơn 1.000 trẻ em Somali và Kenya đến các trại tị nạn của Liên Hiệp Quốc ở phía đông bắc Kenya yêu cầu cứu trợ nhân đạo như lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm. Hiện nay, khu vực sừng châu Phi, đặc biệt là vùng phía đông Kenya, Somali, Ethiopia, Uganda và Djibouti, luôn ở trong tình trạng cần hỗ trợ khẩn cấp về lương thực, thực phẩm và nước sinh hoạt. Vừa rồi là một vài những cái hình ảnh về những cái nơi mà người dân ở đó được coi là đang
lo lắng, sợ hãi, nói chung là bị coi là bất hạnh. Theo một cái bảng điều tra của Viện Nghiên cứu Gallup thì Iraq, Yemen, Afghanistan hay là Haiti nằm trong nhóm 10 quốc gia mà người dân cảm thấy bất hạnh nhất. Thì nếu mà nhìn vào thì chúng ta có thể thấy đây là những cái quốc gia mà đang có cái bất ổn về mặt chính trị, về mặt xã hội, và cũng là những nước mà thiên tai, dịch bệnh, đói nghèo thì đang hoành hành. Như vậy thì phải chăng là những cái tiêu chí để xác định cái mức độ hạnh phúc thì nó cũng liên quan đến những cái yếu tố xã hội như thế này? Nếu như mình so lại với bộ tiêu bộ tiêu chí của Bhutan, ví dụ như mình ở đây là sức khỏe tâm lý, anh có cảm xúc, anh có cân bằng hay không, thì mình nghĩ là với những nước mà đang có bạo loạn như vậy, khó để có thể anh cân bằng được cái cảm xúc của mình, trừ khi anh là thánh nhân rồi. Hoặc là y tế, tình trạng sức khỏe của anh có khỏe mạnh không. Nếu như mình ở trong một đất nước chiến tranh và bom mìn, bom đạn như vậy, với dịch bệnh, chắc chắn là đây là một cái chỉ số mà nó sẽ đánh tụt, bị đánh tụt xuống. Hoặc là mình nhìn xem là anh có cái mối quan hệ cộng đồng nó có tốt đẹp hay không. Thì nếu trong bạo loạn thì là không có, rất là khó để tìm được, đúng không? Bởi vì có thể là những cái gọi là chiến tranh dân sự chẳng hạn như vậy. Thì từ đó mình thấy một cách rất logic, nó liên quan đến chính trị, xã hội và kinh tế. Có một cái đặc điểm chung là những cái người dân ở những nước đang phát triển như ở Việt Nam chẳng hạn, thì luôn nhìn với một cách, cái ánh mắt rất là ngưỡng mộ với cuộc sống và với người dân ở những nước phát triển. Tuy nhiên thì lại có một cái nghịch lý là chính ở những quốc gia có nền kinh tế phát triển như thế thì không hẳn là người dân đã cảm thấy hài lòng với cuộc sống của họ. Bằng chứng là ở một số quốc gia như là Nhật Bản hay là Hàn Quốc chẳng hạn, thì cái tỷ lệ mà người dân mắc những cái bệnh về trầm cảm hay là thậm chí là người ta tự vẫn rất là cao. Vì sao lại như vậy ạ? Ở đây mình lại quay lại cái việc là mình đuổi theo một cái thứ gì đó để mà mình được chấp nhận trong xã hội, so với việc mình cảm thấy hài lòng. Thì mình nghĩ rằng là ở những cái đất nước mà cái nền công nghiệp nó phát triển rất là nhanh, và anh bị đòi hỏi phải chạy trong một cái guồng máy mà ai cũng chạy rất nhanh, thì lúc đó có lẽ anh đang đuổi theo một cái hệ thống quan niệm xã hội, hơn là anh nghĩ xem anh thực ra anh cần như thế nào và đã đủ hay chưa. Thì ở đây mình đã thấy rằng là cái áp lực để mà phải chạy theo nó nhanh hơn nữa, nhiều hơn nữa, nó không mang lại một cái sự hạnh phúc. Nó không hề mang lại hạnh phúc mà nó chỉ mang lại áp lực. Và cái áp lực đó khiến cho người ta cảm thấy trầm cảm và cảm thấy là mình không còn đủ khỏe mạnh, mình không thể, tức là nó quá khả năng của mình. Và từ đó người ta chọn những cái cách tiêu cực để cảm thấy giải thoát. Như vậy là rõ ràng là cái cùng với lại cái sự phát triển và sự hiện đại, ngày càng hiện đại của xã hội, thì những cái áp lực mà đè nén lên một con người thì là ngày càng tăng lên. Và đôi khi đúng như chị có vừa nói là người ta sẽ không tự tìm được lối thoát cho mình, không tự cân bằng được cái bản thân của mình với mãi chạy theo cái bên ngoài. Vâng. Và kết quả là người ta phải kết thúc cuộc sống của mình. Vâng, đó là câu chuyện ở trên thế giới. Chúng ta sẽ đến với câu chuyện tại Việt Nam. Thì theo Quỹ Kinh tế mới NEF đánh giá là Việt Nam đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng chỉ số hành tinh hạnh phúc HPI của năm 2012. Tuy nhiên thì trên thực tế, mức độ hài lòng của nhiều người khi được hỏi về chất lượng cuộc sống của họ thì lại là một vấn đề đáng lo ngại. Năm 2012, Quỹ Kinh tế mới NEF, một tổ chức phi chính phủ nghiên cứu về kinh tế, xã hội và môi trường, đã tiến hành khảo sát tại 151 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới về chỉ số hành tinh hạnh phúc. Cuộc khảo sát dựa trên 3 tiêu chí: người dân hài lòng với cuộc sống hiện có, tuổi thọ bình quân cao và tiêu thụ tài nguyên thiên nhiên ít gây tác động tới môi trường. Kết quả, chỉ số hành tinh hạnh phúc của Việt Nam là 60,4, chỉ đứng sau Costa Rica. Tuy nhiên, theo kết quả một cuộc khảo sát khác của Viện Gallup, một học viện nổi tiếng của Mỹ chuyên nghiên cứu về hành vi, thái độ của con người trong xã hội tại 148 quốc gia và khu vực trên thế giới vào năm 2011, thì người Việt Nam được đánh giá là ít hạnh phúc thứ nhì Đông Nam Á sau Singapore. Gallup đã hỏi 150.000 người tham gia 5 câu hỏi. Hôm qua bạn có vui không? Bạn có cảm thấy được tôn trọng không? Bạn có được nghỉ ngơi thoải mái không? Bạn có cười nhiều không? Và bạn có làm hay biết được một điều gì thú vị không? Tại Việt Nam, chỉ có 59% số người được hỏi trả lời có với các câu hỏi trên. Vâng, theo dõi phóng sự ngắn vừa rồi, chúng ta thấy là cái
đánh giá về mức độ hạnh phúc của người Việt Nam của hai cái tổ chức, một là GF, một là Gallup, thì lại rất là khác nhau. Một cái thì cho rằng người Việt Nam hạnh phúc thứ hai chỉ sau Costa Rica, còn một cái thì rằng Việt Nam có cái mức độ kém hạnh phúc chỉ thứ nhì châu Á thôi, Đông Nam Á thôi. Thì vì sao lại có sự mâu thuẫn như vậy? Ở đây thì mình đã phải nhìn ngay ở cái tiêu đề. Một cái là chỉ số hạnh phúc quốc gia hoặc là chỉ số hạnh phúc, chỉ số hành tinh hạnh phúc, và một cái là chỉ số hành tinh hạnh phúc. Thì chỉ số hành tinh hạnh phúc nhiều người tưởng hiểu nhầm rằng là họ đo xem mà con người ở cái nơi đó có hạnh phúc không. Nhưng ở đây không phải là chỉ số con người hạnh phúc mà là chỉ số hành tinh hạnh phúc, có nghĩa là cái nơi đó, cái hành tinh có hạnh phúc với cái việc mà tồn tại cái quốc gia này hay không. Đấy là nếu mà mình nói một cách nôm na như vậy. Bởi vì trong cái tiêu chí đo lường ấy thì họ tính cái tuổi thọ này của con người này, và cái mức độ thỏa mãn của con người đó, nhưng lại chia cho cái sự sử dụng tài nguyên của cái quốc gia này đến đâu. Có nghĩa là anh sống bao lâu này, anh có vui không này, nhưng anh dùng bao nhiêu cái tài nguyên và nó tỷ lệ nghịch với nhau như thế nào. Nếu như anh dùng càng nhiều tài nguyên thì cái chỉ số của anh nó sẽ càng thấp, mà anh sống càng lâu nữa thì tức là anh tiêu tốn rất nhiều tài nguyên nữa thì chỉ số hạnh phúc hành tinh của anh càng thấp. Chính vì thế mà mình sẽ có những cái kết quả, ví dụ như là Luxembourg, họ có cái tuổi thọ là 80 năm, đúng không ạ? Và cái chỉ số về gọi là an sinh thì là 7.1, nhưng mà lại xếp sau Uganda trong về cái chỉ số hạnh phúc hành tinh hạnh phúc, trong khi Uganda thì chỉ cái tuổi thọ trung bình của họ chỉ là 55 tuổi, và cái an sinh xã hội chỉ là 4.0. Và ở đây mình sẽ nhìn thấy rằng là cái việc mà mình ở cái chỉ số này, họ không đo rằng là con người anh có hạnh phúc không, mà đo rằng là anh tiêu tốn tài nguyên đến đâu, và họ đo xem là cái hành tinh đó có hạnh phúc với cái sự có mặt của anh hay không. Mình nghĩ là như vậy nhiều hơn là bản thân anh có hạnh phúc hay không, bởi vì là họ tính luôn cả cái việc là môi trường nó tồn tại được lâu hay mau khi có cái sự hạnh phúc, khi có sự có mặt của anh, môi trường có còn gì để mà lưu giữ cho các cái thế hệ sau hay không. Nếu như mà còn ít, nếu như mà anh dùng nhiều và anh cái độ tận thu của anh nó cao mà anh còn sống lâu nữa thì chắc chắn là cái hành tinh ấy nó không hạnh phúc với sự có mặt của anh. Thì ở đây mình thấy rằng là họ có lẽ mình nên hiểu cái gốc gác, cái tiêu chí đánh giá của người ta như thế. Và rõ ràng là cái thông tin này bằng lần đầu tiên được đưa ra vào năm ngoái thì cũng vấp phải rất nhiều người phản đối, và trên rất là nhiều diễn đàn người ta đã, chính người Việt Nam chúng tôi ta chẳng hạnh phúc, tại khi, sao tôi lại được khi được công nhận là hạnh phúc thì lại không đồng ý với cái tiêu chí như vậy. Vâng, và cũng theo một cái khảo sát của Viện Gallup thì Việt Nam là một trong những nước mà người dân ít cảm xúc nhất. Điều này thì được cho là được phản ánh qua cái thực tế mà hiện nay nhiều người trong cuộc sống thì bàng quan với lại tất cả những cái sự kiện diễn ra quanh mình với cái tâm lý là tránh bị vạ lây. Chị nghĩ thế nào? Mình nghĩ là cái việc bàng quang tránh bị vạ lây nó là một cái cách diễn giải thôi. Còn phải xem là cái cách mà Viện Gallup này họ đo lường cái chỉ số đấy như thế nào. Theo mình được hiểu là họ đo là cái câu hỏi của họ là dựa trên là anh có bao nhiêu cái cảm xúc, anh có những cái cảm xúc tiêu cực nào và anh có những cảm xúc tích cực nào. Thì khi mà đo như vậy thì ví dụ như ở Philippines họ đã chỉ ra rằng là người Philippines là một ngày họ là trải qua đủ các loại hỉ nộ ái ố. Người Việt Nam thì ít hơn. Mình có thể kết luận là họ bàng quang, họ vô cảm, hoặc mình có thể nói rằng ô như vậy là tâm tĩnh lặng, hoặc là đã cảm thấy rất là yên bình, không có quá nhiều cái chấp chới, lúc thì quá vui, lúc thì quá buồn. Thì mình có nhiều cách hiểu, mình không thể chỉ nói không thể kết luận rằng nhiều cảm xúc là hạnh phúc hay là ít cảm xúc là hạnh phúc, đúng không? Đúng, mình có người thì phải sống trong một cái gì đấy nó kịch tính, lúc nào cũng phải thấy tim quặn thắt như thế là mình đang sống. Có người thì muốn bình an, ví dụ như mình bây giờ mình chỉ muốn bình an, mình chỉ thấy là lúc nào mình mỉm cười nhẹ nhàng, mình không cần phải quá sướng hay là quá khổ, cứ hài lòng là được. Thì như thế là cái trạng thái cảm xúc mình rất là tĩnh, rất là bình lặng, nó cũng không quá lên hoặc quá xuống. Nhưng có những người thì có những cái giai đoạn cuộc đời họ phải cảm thấy là đúng là họ đang chật vật, hoặc là họ đang đấu tranh, hoặc là họ đang trải qua những cái gì để nó rất là lên bổng xuống trầm thì mới là đang sống. Cảm xúc nó phải đạt đến đỉnh cao hoặc là xuống rất là thấp, đúng đấy, không ạ? Lên cao vút và xuống mất hút. Cũng như khi đầu chúng ta có thể nói là để đi tìm những cái câu trả lời cho những cái câu hỏi, những cái vấn đề liên quan đến hạnh phúc thì phải mất rất là nhiều thời gian.
Có lẽ là chúng ta cũng phải dành một dịp khác, bởi vì thời lượng của chương trình ngày hôm nay thì đến đây cũng đã hết rồi. Vâng, thưa quý vị và các bạn, không phải ngẫu nhiên mà ngày 20 tháng 3 được Liên Hợp Quốc chọn là ngày hạnh phúc. Đó là ngày đặc biệt khi mà ngày và đêm có độ dài bằng nhau, mang ý nghĩa của sự cân bằng. Cân bằng trong tiếp cận tăng trưởng kinh tế nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững, xóa nghèo và phấn đấu vì sự hạnh phúc và sự thịnh vượng cho tất cả mọi người. Với riêng mỗi người thì hạnh phúc không phải là đích đến, mà nó là một quá trình. Để 365 ngày trong năm đều là ngày hạnh phúc thì chúng ta hãy cùng chia sẻ, cùng mở rộng lòng mình, cùng nhân ái, cùng bao dung để hạnh phúc được gieo mầm ngay trong tâm hồn của mình và lan tỏa tới tất cả những người xung quanh. Và tới đây thì chương trình Thế giới 7 ngày tuần này của chúng tôi cũng xin được kết thúc. Một lần nữa xin được cảm ơn Thạc sĩ Phan Ý Ly đã tham gia chương trình của VTC14. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt.